Hai, mến chào tất cả các cô chú, các anh chị. Cô chú, anh chị, hôm nay em lên em thanh lý hai cặp. Một cặp sơn tùng thì tàn thông, và cây này mình về mình làm cái thông Noel để mình chơi được. Thì dạo này cũng vào đầu tháng 10 rồi cô chú anh chị, mình mua cây này về rồi mình chăm sóc từ từ, nó khỏe, nó phát triển lại. Thì mình làm cái thông Noel mini để trong nhà chơi. Thì cận cảnh cái lá của cây sơn tùng này cô chú anh chị giống như là cái cây thuộc bài ngày xưa, nhưng mà nó không phải, nó không giống lắm nè. À, cô chú anh chị em nhìn nè, và cái hoành gốc cây thì cỡ ngón tay út của mình ha. Đây này, cái này được cái là em lấy cái đợt này ngay cái lúc mà cái vườn người ta thanh lý, giá nó cũng rẻ nên em giao lưu với cô chú anh chị mình, giá nó rẻ luôn. Một cặp sơn tùng như thế này là 190.000, và đồng thời một cặp ngoại tùng cũng vậy luôn cô chú anh chị. Dáng bay có sẵn nè, có cái cặp này cái dáng nó cũng hơi lạ nè cô chú anh chị mình, nhìn hai cây lạ lắm, giống nhau nữa, cái độ cong qua cong lại nè, nhìn rất là đẹp luôn đó. Và cái gốc cây này cũng vậy, nó cầm tầm cỡ khoảng ngón tay út của mình đó cô chú anh chị, gốc cỡ ngón tay út á, đây đó. Và nó có cái dáng bay tự nhiên, không có không có tạo cho nó gì hết, nó bay vậy luôn, bay sẵn. Thì một cặp cũng 190.000, vừa em bao phí ship. Cô chú anh chị mình có thể lựa mua là một cây sương tùng cặp một tay ngoại tùng, thì em vẫn đóng đơn cho cô chú anh chị mình. Thì một cặp gì là 190, hoặc là mình mua một cặp giống nhau là 190 cũng bao ship. Cây này một cặp 190 cũng đã bao ship. Thì cô chú anh chị mình tranh thủ ha, để nó hết. Cái này là em lấy cái cây ông chú này, ông thanh lý á, ông bán rẻ, ông trồng loại cây mới nên là giá nó rẻ. Tổng hết là một cặp chỉ có 190.000 thôi, đồng giá. Cô chú anh chị mua cây liên hệ với vườn của em qua số điện thoại 0907083283. Cái độ cao của cây sơn tùng của cô chú anh chị thì khoảng 55 cm, cái hoành ôm ngang đây thì 50 cm. Còn cặp này cũng vậy, cô chú anh chị mình muốn cái độ bay ra mà nó dài hơn á, thì em lấy dài hơn cho cô chú anh chị mình. Nhưng mà ở cây này cái độ bay nó rất là đẹp, nó vậy này, rồi bên đây cũng vậy luôn nè. Cho cô chú anh chị mình xem nè, hai cái cây nó bay qua bay lại rất là đẹp nè. Nó một cặp vậy đó cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị mua cây liên hệ với vườn của em qua số điện thoại 0907083283. Em xin trân trọng kính chào.